xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Treasure OG. Và ngày hôm nay thì mình rất vui được quay trở lại trong một video mới. Chắc là làm video về giày. Và xin giới thiệu với mọi người cái đôi giày mà mình đề cập lúc nãy đến giờ, để chính là đôi Reebok Club C85. Yay! Và đây chính là trước khi đi làm chính thức của mình, từ intern thành nhân viên chính thức. Review và những cái video về review của mình thì mình chắc chắn với các bạn là nó dựa trên 100% quan điểm của mình và không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo hay là gì đấy, nên các bạn yên tâm là nó là sự thật. Đây, là mình sẽ không làm mất thời gian mọi người nữa, thì mình sẽ unbox cái đôi giày này. Yay. Và size bình thường sẽ là USA sẽ là size 6 và size mình đi là 37.5 đến 38. Đấy, thì lúc đấy mình có thử là 37.5 và 38 thì thấy 38 đi thì thoải mái hơn chắc chắn rồi. Nhưng mà nhìn 38 chân nó hơi bị to, so với cái bàn chân nó hơi to, nên là thôi quyết định là chịu khó đi 37.5 một chút. Và giây phút quan trọng bắt đầu. Thực ra là nếu mà mình tỏ ra ngạc nhiên quá thì các bạn sẽ nghĩ là mình diễn đúng không? Bởi vì cái đôi này mình đã mở ra rồi và mình đã để lên cạnh đầu giường mình rất là nâng niu và mình chưa đi bao giờ. Thì nhưng mà mình chợt nhận ra là mình phải quay clip review với mọi người, nên là mình đã bỏ lại cẩn thận vào trong cái hộp này để chờ đến 2 ngày hôm sau mình mới quay được cái clip review này. Đấy. Nên là mình cũng không muốn diễn là quá ngạc nhiên để cho mọi người biết là con này kiểu nó mua về xong rồi nó mở ra xem rồi, and then nó kiểu diễn là bỏ vào lại xong rồi nó diễn là ngạc nhiên kiểu diễn ấy. Nhưng mà đấy, mình không muốn mọi người nghĩ như thế, bởi vì mình cũng thấy hơi lố nhở. Đây thì là đôi giày mà mình đề cập nãy giờ. Oh my god, nó thật là đẹp. Mình để đầu giường nhá, xong rồi mình cứ kiểu gọi là ui, đẹp quá, kiểu luôn luôn nhìn sang thì rất là đẹp, bởi vì nó nằm ngay tầm mắt của mình. Đây thì đẹp không mọi người? Wow. Vào đây nó hơi bị trắng nhưng bởi vì mình dùng cả đèn vàng đèn trắng ấy, nên là chắc chắn màu nó sẽ không được chính xác cho lắm. Nhưng mà mình ngày mai trời sáng lên thì mình sẽ chụp lại cho mọi người để mọi người thấy cái màu thật của nó. Thì nói chung mình sẽ nói nhanh về cái câu chuyện đi mua giày của mình, cũng như là những cái cảm nhận của mình sau khi mua. Đấy thì mình cuối cùng hôm đấy thì mình đã quyết định tới thử tại cửa hàng. Mình vào Sài Gòn thì mình ở quận 7. Thì mình đi tới Crescent Mall để thử. Và đến tầng 3 nha. À, nói chung thử lên thì rất là xinh. Thử lên thì cái dáng nó cũng rất là sporty chic, xong rồi nhìn cũng rất là thể thao và casual, mình có thể mặc thường ngày. Bởi vì tiêu chí của mình bây giờ mua giày sẽ là đi được tất cả mọi nơi, và nói chung là cũng thoải mái để mình có thể mặc được giày cả ngày. Đấy, và giá tiền là 1.990.000. Reebok thì nó kiểu gọi là tầm trung, thì không phải trung quá đúng không? Nó gọi là không rẻ quá và cũng không đắt quá, đắt như Nike, Adidas các thứ ấy. Đấy thì đôi này cũng gọi là iconic của Reebok, thì mình cũng muốn thử xem như thế nào. Đấy, bởi vì ở bên Úc thì mình thấy các bạn đi cái đôi iconic Reebok rất là nhiều, và cái dáng của nó cũng gần giống như với Nike Air Force One ấy, thì mình thấy cũng ok. Nhưng mà có một điểm khác biệt, đấy chính là Nike thì nó màu trắng tinh, còn cái đôi Reebok thì nó sẽ gọi là có màu kem ngả ngả một chút hơn. Nó sẽ mang hơi hướng vintage hơn, và mình đi thử rất là êm và rất là thích, và mình rất khuyên tất cả các bạn lại mua cái đôi này tiếp. Giá nó cũng gọi là kiểu cố gắng thì cũng gọi là được, không phải là quá đắt như các thể loại bây giờ đang hot hit như là Nike Air Jordan. Thì gọi là mình phải ăn mặc khô ngầu ngầu một chút thì nó mới vào. Còn cái những cái đôi này thì mình có thể mặc những đồ bình thường được, nên là mình cũng rất là thích. Hôm đấy mình đi mua ở
Crescent thì không có sales, bởi vì mình nghĩ chắc cái đua này kiểu đua iconic ấy, nên là nó cũng không sales đâu. Thì mình đi với em mình thì sau khi nó không, lúc đầu nó không có ý định mua giày, nhưng mà sau khi thấy mình thử và nó cũng rất là thích cái đôi đấy, nên là em mình và mình đã quyết định mua. Và sau khi mua thì mua hai đôi giống nhau, y hệt nhau, thì được tặng một cái bộ tất 390.000, có 6 đôi thì chia cho dễ. Và một chút về Reebok thì mình cũng có một điều hay khi làm video, chính là mình sẽ nghiên cứu nhiều hơn về giày, về một cái thứ mà mình sẽ chuẩn bị nó cho các bạn. Thì Reebok thuộc về cái hãng Adidas vào năm 2005, là Adidas mua đứt Reebok vào năm 2005. Nghe mọi người nói là Reebok sẽ nổi ở Hàn và các nước của phương Tây hơn. Ừ, đúng rồi, mình thấy Việt Nam rất là ít người đi Reebok luôn á. Reebok Club C 85 là được sản xuất từ năm 1985, được lấy cảm hứng từ cái đôi gọi là tennis shoes vào năm 80, những cái đôi màu tennis shoe màu trắng năm 80. Thì nó cũng upgrade dần dần, chắc tầm 4 năm mẫu để đến được cái mẫu bây giờ. Cái chữ Club C là C là champion. Nói chung là mình chỉ muốn nói là các bạn mua đi và dùng đi. Và nói chung là thử nhiều cái hãng hơn thì mình cũng có nhiều ý kiến hơn và có nhiều sự đa dạng trong cái tủ giày của mình hơn, thế thôi. Oh my god, I'm so freaking lazy. Oh my god, it's been 6 months, I guess, since the day that I last filmed my video. Too lazy. Và lời cuối thì mình chỉ muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình và mua giày Reebok đi nhá. Một phút behind the scenes, các bạn có thấy tóc mình bết như thế này không? Là mới sau một ngày làm việc dài dòng dạc, mặc dù lúc sáng mình vừa mới gội đầu, nhưng mà sau một ngày dài dòng dạc, đội mũ bảo hiểm các thứ, and then mình về nhà, and then mình ăn uống các thứ, and then mình quay video cho mọi người, and then mình không thể bật quạt hay là bật điều hòa bởi vì tiếng của nó sẽ rất là to và nó sẽ add vào video đấy. Và mình đang chịu cảnh chảy mồ hôi nách, chảy mồ hôi lưng và tóc bết, nhưng mình chỉ mong các bạn sẽ xem video của mình và thích video của mình. Coi như đấy là một niềm an ủi lớn nhất đối với mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. See ya.